Rồi đây là cuối đất nha quý anh chị. Đó. Đất này trên đất thì có một số cây ăn trái là cây bưởi, còn lại là cỏ không. Cỏ hơi um tùm. Phù hợp cho quý anh chị mình gì làm nhà vườn nghỉ dưỡng nha. À, xe ô tô cách là 50 mét là tới đất. Và ở đây có cái đường đan 1m2. 1m5. 1m5. Lộn 1m5 nha. Hơn 1 công tư, 1 công tư 70 mét đất, hiện là đất lúa. À, có thể lên cây lâu năm và lên thổ cư của quý anh chị. Lúc mình bắt vào cô bé ha. Không thì lúc ở nhà ba ở nhà dưới địa chỉ thửa đất dưới nhà dưới là cũng mấy cô bé lắp. Ấp Bình Trung, xã Thạnh Nhật, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Hiện nay gia chủ đang cần bán gấp. À, với giá là 470 triệu một công. À, thương lượng nhẹ thôi nha quý anh chị. À, giá này giá sát với thị trường rồi. À, cách ủy ban xã chỉ có 100 mét thôi quý anh chị. Cách trung tâm văn hóa trạm y tế của xã là chỉ có 300 mét. Nền cao ráo đang trồng cây ăn quả. Thích hợp cho quý anh chị mình làm nhà vườn. Có sẵn cây ăn quả luôn. Quý anh chị mình quan tâm thì vui lòng kết bạn với em qua số điện thoại 0973267524. Từ đường đan nhỏ này mình ra đường đan lớn là chỉ có 50 mét thôi nha quý anh chị. Ngang 15, dài hết đất. Ngang 15 mét rưỡi nha quý anh chị, dài hết đất. Miếng đất cũng phù hợp cho quý anh chị làm trang trại luôn. Trang trại nhà vườn rất là đẹp. Từ thành phố Hồ Chí Minh về đây tầm khoảng một giờ rưỡi xe. Từ đất đến trung tâm huyện Gò Công Tây của mình thì tầm khoảng 3 cây số là mình tới trung tâm huyện Gò Công Tây. Về Long An khoảng 1 tiếng ha. Đó. Đây cũng có dân cư đông đúc rồi quý anh chị. Ở đây cũng có hai cái nhà ở phía trước đây. Phía sau mình cũng có một số hộ dân làm nông nghiệp. Quý anh chị mình quan tâm đến thửa đất này thì liên hệ em qua số điện thoại 0973267524 nha. Em sẽ gửi sổ sách cho quý anh chị mình tham khảo cũng như là liên hệ để gặp gia chủ thương lượng lại giá cả. Rồi em xin kết thúc video, hẹn quý anh chị mình ở những video tiếp theo của kênh ạ. Và đây là vị trí của thửa đất nha quý anh chị. Em ghim lên Google Maps và định vị một số cái điểm chính.